Cô gái bê một đĩa bánh quy, vui vẻ chuẩn bị xem phim. Nhưng khi cô vừa mở tivi thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem thử, hóa ra là bạn thân gọi. Cô ta vừa nhàn nhã ăn bánh quy, vừa tám chuyện với bạn thân. Lúc này, bạn thân hỏi cô đang ăn bánh quy đúng không? Thế nhưng, cô gái lại nói: No, I'm on a diet, remember? What are you eating then? Sliced veggies. Bất ngờ thay, chiếc bánh quy trong tay cô lại biến thành rau xanh thật. Sau khi cúp điện thoại, cô ta ngơ ngác nhìn đĩa rau trong tay. Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng vừa chuẩn bị tiếp tục xem phim thì điện thoại lại reo lên. Cô cầm điện thoại lên thì thấy bạn trai cô gửi tin nhắn bảo muốn sang tìm cô. Nhưng vì chỉ muốn được xem phim một mình, cô ta đã nhanh trí nói dối rằng: cuối cùng cũng có thể yên ổn xem tiếp bộ phim. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại lại reo lên lần nữa. Cô gái cảm thấy mệt mỏi, chán chường nhấc điện thoại lên. Là mẹ cô gọi, báo tin với cô rằng ông ngoại vừa mới qua đời rồi, bảo cô mau lập tức về nhà. Xong, chỉ vì muốn được xem phim, cô ta lại tiếp tục nói dối. Mom, I'm really sick and I've been coughing. And I have the chills and if I'm feeling better, I'll head over first thing in the morning. Chiều này có tác dụng thật, người mẹ cũng chỉ đành để cô nghỉ ngơi trước. Cô gái cúp điện thoại, định xem tiếp bộ phim thì đột nhiên cảm thấy cổ họng không được thoải mái. Sau đó, cô ta ho không ngừng. Hơn nữa, cả người lạnh run khiến cô phải nhanh chóng đắp chăn lên người. Thế nhưng, ngay lúc này, điện thoại lại reo lên lần nữa. Nói xong, cô gái bất lực ngắt máy. Nhưng sau đó, đầu cô bắt đầu đau dữ dội, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Khi cô đau muốn vỡ cả đầu, thì điện thoại lại reo lên. Cô ta vừa ngắt máy. Người phụ nữ này đang ngồi lướt tóc tóc, điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Gì vậy trời, cô ta nhanh chóng mở điện thoại ra xem thử. Trong video thực sự xuất hiện một bóng người. Người phụ nữ kinh hoàng nhìn ra bên ngoài, sau đó lấy hết can đảm để đi ra phòng khách. Nhưng lại phát hiện trong phòng khách không có ai cả. Cô nghi ngờ nhìn lại chiếc điện thoại thì bóng người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô ta ngơ ngác, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô kiểm tra lại camera, ống kính không có vấn đề gì cả, nhưng tại sao lại có người đang đứng ở đây? Cô cảm thấy rất khó hiểu, tò mò đi đến chỗ người đó đang đứng. Cô xác định lại lần nữa là trước mặt không có gì cả. Vì thế, cô mạnh dạn đưa tay về vị trí đó. Nhưng khi tay cô chuẩn bị chạm vào người đó, người phụ nữ sợ đến mức hồn bay phách tán. Nhưng khi cô bình tĩnh lại, nhìn vào điện thoại lần nữa, thì bóng người đó đã biến mất. Cô ta sợ đến điếng người, hoảng sợ nhìn khắp căn phòng. Thế nhưng, khi cô nhìn vào điện thoại lại lần nữa, người phụ nữ muốn tè cả ra quần, nhưng nơi con ma xuất hiện vẫn không có gì cả. Khi cô nhìn vào điện thoại lại lần nữa, con ma vẫn đang đứng bất động trước camera. Lúc này, người phụ nữ nhanh chí mở camera điện thoại lên. Thì ra camera điện thoại cũng có thể nhìn thấy con ma ấy. Cô vừa quan sát con ma, vừa cẩn thận lui ra ngoài cửa. Nhưng sau đó, cô ta sợ đến mức cứng người tại chỗ. Thấy con ma không có động tĩnh gì, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm, rón ra rón rén đi ra khỏi căn phòng. Nhưng khi cô vừa thở vào một hơi, dưới lầu lại đột nhiên có tiếng động lạ. Cô nhanh chóng đưa camera điện thoại về hướng cầu thang. Chỉ thấy bên dưới có một con ma đang từ từ bò lên. Giây tiếp theo, người đàn ông đang vô cùng phấn khích với món đồ công nghệ mới, vỗ tay vài cái là có thể tắt mở đèn. Sau khi cắm điện vào, anh ta vội gọi vợ đến xem thử, còn đắc ý biểu diễn cho vợ xem. It's cool, right? Nhìn chồng chơi vui vẻ như vậy, cô vợ cũng hết lời khen ngợi. Sau đó, anh ta liền dục vợ mình làm thử. Tuy cô không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng vẫn không muốn làm chồng mất hứng. You have to clap twice. Nhưng khi ánh đèn sáng trở lại, thì người chồng đã biến mất không thấy đâu. Cô bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng nhìn quanh từ phía, liên tục gọi tên chồng. Nhưng đúng lúc này, nghe thấy tiếng của chồng, cô ta nghĩ chắc chắn là anh ta đang giở trò, chẳng thèm quan tâm nữa, cô nằm xuống giường định đi ngủ. Nhưng cô lại do dự vài giây, sau đó vỗ tay hai cái để tắt đèn. Thế nhưng, giây tiếp theo, người vợ lấy hết can đảm kéo tấm chăn xuống thì phát hiện bên trong chính là chồng của mình. Nhưng lúc này anh ta đang vô cùng hoảng sợ, hốt hoảng nói với vợ rằng: All I could see was darkness. You're not making sense.
thì đèn lại sáng lên, người chồng lại biến mất. Lần này, người vợ hoảng thật sự. Cô nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, nhưng gầm giường cũng trống không, không hề có bóng dáng của chồng. Khi cô đang không biết phải làm sao, đứa con trai đột nhiên đi vào. Mommy, where's daddy? He's just hiding, sweetie. Daddy got a silly little clapper. You mean wear a clap like this? Where you go, mommy?